Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 12. Roboam đến Sichem, vì cả Israel đã hiệp lại tại Sichem đặng tôn người làm vua. Khi Jeroboam, con trai của Nebat hay điều đó thì còn ở Egypto, là nơi người trốn để thoát khỏi vua Salomon. Người ta sai tìm người tại đó. Jeroboam cùng cả hội chúng Israel đều đến tâu với Roboam rằng: Thân phụ vua đã làm cho ách chúng tôi nặng quá, nhưng bây giờ vua hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc và cái ách nặng mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục dịch vua. Người đáp với chúng rằng: Hãy lui về, trong 3 ngày sẽ trở lại cùng ta. Dân sự bèn lui về. Vua Roboam bàn với các trưởng lão đã hầu hạ Salomon cha mình trong lúc người còn sống mà rằng: Các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với dân sự này làm sao? Chúng thưa lại rằng: Nếu ngày nay vua làm như người đầy tớ của dân sự này, phục sự họ, đáp lời, trò chuyện tử tế cùng họ, thì họ sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi. Nhưng Roboam không theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình, bàn nghị cùng các kẻ trai trẻ đồng lớn lên với mình và hầu hạ mình mà rằng: Dân sự này đã tâu với ta rằng: Hãy giảm nhẹ cái ách mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi. Vậy các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với chúng nó làm sao? Các gã trai trẻ đồng lớn lên với người đáp rằng: Dân sự này đã tâu với vua rằng: Thân phụ vua khiến ách chúng tôi nặng, vua hãy làm cho nó ra nhẹ. Vua phải đáp lại cùng chúng như vậy: Ngón tay út ta còn lớn hơn lưng của cha ta. Vậy cha ta đã gác một cái ách nặng cho các ngươi, ta sẽ làm cái ách các ngươi thêm nặng hơn nữa. Cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp. Ngày thứ ba, Jeroboam và cả dân sự đều đi đến Roboam y như vua đã biểu rằng hãy trở lại cùng ta trong 3 ngày. Vua đáp lời với dân sự cách sẵn sớm, không kể các lời bàn luận của các trưởng lão và theo mưu các kẻ trai trẻ, mà đáp lại cùng chúng rằng: Cha ta đã khiến cho ách các ngươi nặng nề, ta sẽ làm ách các ngươi càng nặng nề hơn nữa. Cha ta có sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp. Như vậy, vua không khứng nghe lời dân sự, vì điều đó bởi Đức Giê-hô-va dẫn đến, đặng làm cho ứng nghiệm lời Ngài cậy Ahi-gia ở Si-lô mà phán cho Jeroboam con trai của Nê-bát. Khi cả Israel thấy vua không khứng nghe lời họ, bèn đáp cùng người rằng: Chúng ta có phần gì cùng David? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp chi với con trai Isai. Hỡi Israel, hãy trở về trại mình đi. Ớ David, từ rày ngươi khá coi chừng nhà của ngươi. Như vậy Israel đều rút về các trại của họ. Nhưng về dân Israel ở tại các thành Juda thì Roboam cai trị họ. Bây giờ Roboam sai Adoram là người coi sóc việc cống thuế đến cùng chúng, nhưng cả Israel ném đá người chết. Vua Roboam lật đật lên xe trốn về Jerusalem. Ấy vậy Israel phản nghịch nhà David cho đến ngày nay. Khi dân Israel hay rằng Jeroboam đã trở về, bèn sai sứ mời người đến hội mình và lập người làm vua trên cả Israel. Chỉ có chi phái Juda cứ theo nhà David mà thôi. Roboam đến Jerusalem, nhóm hết thảy nhà Juda và chi phái Benjamin, số là 180.000 người lính chiến kén chọn, toàn tranh chiến cùng nhà Israel đặng bắt nước phục lại Roboam con trai Salomon. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Shemaya người của Đức Chúa Trời rằng: Hãy nói cùng Roboam con trai Salomon vua Juda, cùng hết thảy nhà Juda Benjamin và phần dân sự còn lại mà rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Các ngươi
chớ đi lên đánh anh em mình là dân Israel. Mỗi người hãy trở về nhà mình, vì sự này bởi ta mà xảy đến. Chúng vâng theo lời Đức Giê-hô-va và trở về theo mạng lệnh của Ngài. Jeroboam bèn xây cất Sichem trên núi Ephraim và ở tại đó. Đoạn từ đó người đi ra xây cất Phenuen. Bây giờ Jeroboam nói thầm rằng: hoặc nước sẽ trở về nhà David chăng? Nếu dân sự này đi lên Jerusalem đặng tế lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va, thì lòng họ chắc sẽ trở về chúa của họ là Roboam vua Giu-đa. Người ta sẽ giết ta đi và trở về với Roboam vua Giu-đa. Vậy vua bàn định, rồi truyền làm hai con bò con bằng vàng và nói với dân sự rằng: các ngươi đi lên Jerusalem thật khó thay. Hỡi Israel, này là các thần ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Ngươi đặt con này tại Bê-tên và con kia tại Đan. Việc đó thành nên tội lỗi vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lại bò con ấy. Jeroboam cũng cất chùa miếu trên các nơi cao, chọn lấy người trong vòng dân chúng lập làm thầy tế lễ không thuộc về chi phái Lê-vi. Người lại định lập trong tuần tháng 8 ngày rằm một lễ giống như lễ người ta thường dự trong xứ Giu-đa, và người dâng các của lễ trên bàn thờ. Người cũng làm như vậy tại Bê-tên, tế lễ cho hai bò con mà người đã làm nên, lại để tại Bê-tên những thầy tế lễ của các nơi cao mà người đã cất. Ngày rằm tháng 8, tức là tháng người tự chọn lấy, Jeroboam đi lên bàn thờ mình đã cất tại Bê-tên. Người lập một lễ cho dân Israel, rồi đi lên bàn thờ đặng sông hương. Chương 13. Đang khi Jeroboam đứng gần bàn thờ đặng sông hương, kìa, có một người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa vâng mạng Đức Giê-hô-va mà đến Bê-tên. Người vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va quở trách bàn thờ mà nói rằng: hỡi bàn thờ, bàn thờ! Đức Giê-hô-va phán như vậy: một đứa con trai sẽ sinh ra cho nhà David, tên nó là Yosia. Nó sẽ dâng trên mày những thầy tế lễ của các nơi cao là người sông hương trên mày, và người ta sẽ thiêu trên mày hài cốt của người chết. Trong ngày đó, thầy tiên tri tỏ một dấu lạ rằng: này là dấu lạ mà Đức Giê-hô-va đã phán, bàn thờ sẽ nứt, tro trên bàn thờ sẽ đổ xuống đất. Khi vua Jeroboam nghe lời hăm dọa mà người của Đức Chúa Trời nói nghịch cùng bàn thờ tại Bê-tên, thì người giơ tay ra trên bàn thờ mà bảo rằng: hãy bắt nó đi. Nhưng cánh tay vua giơ ra đối cùng tiên tri bèn trở nên khô, không thể co lại vào mình được. Bàn thờ cũng nứt ra và tro ở trên đổ xuống, y như dấu lạ mà người của Đức Chúa Trời đã vâng mạng Đức Giê-hô-va tỏ ra. Bây giờ vua cất tiếng nói với người của Đức Chúa Trời rằng: xin hãy nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và cầu nguyện cho ta, hầu cho tay ta được lại như cũ. Người của Đức Chúa Trời cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì tay vua bèn co vào được, trở lại y như trước. Vua bèn nói cùng người của Đức Chúa Trời rằng: ngươi hãy về cung với ta đặng bổ sức lại, và ta sẽ dâng cho ngươi một lễ vật. Người của Đức Chúa Trời đáp lại cùng vua rằng: dẫu vua ban cho tôi phân nửa gia sản vua, tôi cũng chẳng vào cung với vua hoặc ăn bánh hay là uống nước tại nơi này. Vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta như vậy rằng: ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước, chớ noi con đường ngươi đã đi mà trở về. Ấy vậy, ngươi đi đường khác, chẳng trở lại đường người đã bắt đi đến Bê-tên. Vả, có một tiên tri già ở tại Bê-tên. Một con trai người đến học lại cho người mọi điều người của Đức Chúa Trời đã làm tại Bê-tên trong ngày đó, và các lời người đã nói với vua. Người cha nghe lời thuật này thì hỏi con mình rằng: người ấy đi đường nào? Các con trai người chỉ con đường mà người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa đã noi đi về. Người bèn nói cùng các con trai mình rằng: hãy thắng lừa ta. Chúng bèn thắng lừa, rồi người lên cởi đi theo người của Đức Chúa Trời. Gặp người ngồi dưới gốc cây thông thì nói rằng: có phải ngươi là người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa đến chăng? Người đáp: ấy là tôi. Tiên tri già tiếp rằng: hãy đến nhà với ta đặng dùng bữa. Nhưng người đáp lại rằng: tôi chẳng thể trở về với ông, cũng chẳng thể vào nhà ông,
hoặc ăn bánh hay là uống nước với ông tại nơi này cũng không đặng. Vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi rằng, ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước tại nơi đó, và cũng đừng trở lại theo con đường ngươi đã bắt đặng đi đến. Người kia lại tiếp rằng, ta cũng là tiên tri như ngươi. Vả một thiên sứ vâng lệnh Đức Giê-hô-va có phán với ta rằng, hãy dẫn nó vào nhà với ngươi, hầu cho nó ăn bánh và uống nước. Nhưng người tiên tri này nói dối người. Người của Đức Chúa Trời bèn trở lại với người ăn và uống tại nhà người. Khi hai người đang ngồi bàn, có lời của Đức Giê-hô-va phán với tiên tri đã đem người về. Người liền kêu la cùng người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa đến mà rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì ngươi phản nghịch lời của Đức Giê-hô-va, không giữ theo mạng lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho ngươi, nhưng đã trở lại ăn bánh uống nước tại nơi mà Đức Chúa Trời đã cấm không cho ăn bánh hay uống nước tại đó, thì xác chết ngươi sẽ chẳng được chôn trong mồ mả của tổ phụ ngươi. Khi đã ăn uống xong, tiên tri già bèn thắng lừa cho tiên tri mình đã dẫn về. Người liền đi. Dọc đường, người gặp một con sư tử và bị nó giết đi. Thấy người nằm sải trên đường, có con lừa đứng một bên, còn sư tử cũng đứng gần bên thây. Có người đi ngang qua thấy thây nằm sải trên đường và con sư tử đứng kề bên, thì đi đến trong thành của tiên tri già ở, thuật lại điều mình đã thấy. Khi tiên tri già là người đã khiến người của Đức Chúa Trời trở bước lại nghe điều ấy bèn nói rằng, ấy là người của Đức Chúa Trời đã phản nghịch lời của Đức Giê-hô-va. Bởi vậy cho nên Đức Giê-hô-va đã phó người cho sư tử phân xé và giết đi, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đoạn, người biểu các con trai mình rằng hãy thắng lừa ta. Chúng bèn thắng lừa. Người đi, gặp xác chết nằm trên đường, con lừa và con sư tử ở hai bên. Con sư tử không ăn xác chết và không phân xé con lừa. Tiên tri già cất xác của người Đức Chúa Trời lên, chở trên con lừa, đem về vào trong thành mình, đặng than khóc và chôn người. Người chôn xác ấy trong mộ mình, rồi khóc người mà rằng, thương ôi, anh ôi. Sau khi chôn xác rồi, người nói với các con trai mình rằng, khi nào ta chết, các con hãy chôn ta vào mã đã chôn người của Đức Chúa Trời, để hài cốt ta ở bên hài cốt người. Vì các lời hăm dọa người vâng mạng Đức Giê-hô-va mà nói nghịch cùng bàn thờ tại Bê-tên và nghịch cùng các chùa miễu tại trên những nơi cao ở trong các thành Samari hẳn sẽ được ứng nghiệm. Sau việc ấy, Jeroboam không trở lại con đường ác mình, nhưng người lại lập cho các nơi cao những thầy tế lễ chọn trong đám dân sự. Phàm ai tình nguyện thì được người biệt riêng ra làm thầy tế lễ tại các nơi cao. Nhưng vì cớ ấy, nhà Jeroboam phạm tội, đến đổi bị diệt khỏi mặt đất. Chương 14. Trong lúc đó, Abia, con trai của Jeroboam đau. Jeroboam nói với vợ mình rằng, ta xin ngươi hãy trỗi dậy, giả dạng khác đi, cho người ta không biết người là vợ ta. Ngươi hãy đi đến Shilo, tại đó có tiên tri Ahia, là đấng đã nói trước về ta rằng, ta sẽ làm vua của dân sự này. Ngươi phải lấy đem theo 10 ổ bánh, những bánh ngọt và một bình mật ong. Rồi hãy đi đến người, người sẽ nói cho ngươi điều phải xảy đến cho con trẻ. Vợ Jeroboam làm theo vậy, đứng dậy đi đến Shilo và tới nhà Ahia. Vả Ahia không thấy được, bởi vì tuổi già làm cho mắt người mù lòa. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với người rằng, kìa, vợ của Jeroboam đến cầu hỏi ngươi về con trai nó đang đau. Ngươi sẽ đáp lời cùng nó thế này thế này. Khi đến, nàng sẽ giả dạng làm một người khác. Khi nàng bước qua ngạch cửa cái, Ahia nghe tiếng bước người thì nói rằng, hỡi vợ vua Jeroboam, hãy vào. Cớ sao ngươi giả làm người khác? Ta chịu sai báo cho ngươi một tin dữ. Hãy đi tâu với Jeroboam. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta đã cất ngươi lên từ giữa dân sự, lập ngươi làm vua trên dân Israel ta. Ta đã đoạt lấy nước khỏi nhà David mà trao cho ngươi. Nhưng ngươi không bắt chước David kẻ tôi tớ ta,
là người gìn giữ các điều răn ta, hết lòng theo ta, chỉ làm điều thiện tại trước mặt ta. Ngươi đã làm điều ác hơn các kẻ tiên bối ngươi, đi lập cho mình những thần khác và hình tượng đúc, đặng chọc giận ta và đã chối bỏ ta. Bởi cớ đó, ta sẽ giáng tai họa trên nhà Jeroboam, các nam đinh của nó, bất luận kẻ nô lệ hay là người tự do. Ta sẽ diệt hết khỏi trong Israel và quét sạch nhà nó như người ta quét phân cho đến chẳng còn sót chi hết. Phàm người của nhà Jeroboam chết tại trong thành đều sẽ bị chó ăn nuốt, còn người nào chết ngoài đồng thì sẽ bị chim trời cắn rỉa ăn đi, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Thế thì hãy đứng dậy trở về nhà ngươi. Vừa khi ngươi đặt chân vào thành thì con ngươi sẽ chết. Cả Israel sẽ than khóc và chôn nó. Trong nhà Jeroboam chỉ một mình nó sẽ được chôn nơi mồ mả, vì trong gia quyến Jeroboam chỉ thấy nơi nó có chuốc lòng tốt đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên một vua trên Israel, người sẽ diệt hết nhà Jeroboam. Mà sao? Việc đã xảy đến rồi. Đức Giê-hô-va sẽ hành hại Israel như một cây sậy bị nước đưa đi, trút Israel khỏi xứ tốt đẹp này mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ và làm tán lạc họ phía bên kia sông Cái, bởi vì họ đã lấy hình tượng chọc giận Đức Giê-hô-va. Vì cớ tội Jeroboam đã phạm, tức tội khiến cho dân Israel can phạm, nên Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel vào tay thù nghịch. Vợ của Jeroboam đứng dậy đi và đến tiệc xa. Nàng vừa đặt chân trên ngạch cửa nhà thì đứa trẻ đã chết. Người ta chôn nó và cả Israel đều than khóc nó, theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng tôi tớ Ngài là Ahia đấng tiên tri mà phán. Mọi công việc khác của Jeroboam làm, tức là sự tranh chiến và cuộc trị vì của người, đều đã chép trong sách sử ký của các vua Israel. Jeroboam trị vì 22 năm. Đoạn người ăn giấc cùng các tổ phụ mình và Nadab, con trai người, kế vị người. Roboam, con trai của Salomon cai trị Juda. Khi lên ngôi, người đã được 41 tuổi. Người trị vì 17 năm tại Jerusalem, là thành Đức Giê-hô-va đã chọn trong các chi phái Israel, đặng đặt danh Ngài ngự tại đó. Mẹ người tên là Naama, người Ammon. Dân Juda làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì cớ tội phạm, chúng nó chọc cho Đức Giê-hô-va phân bì hơn là các tổ phụ mình đã làm. Vì những người Juda cũng xây cất cho mình những nơi cao, trụ thờ và tượng ác tạc tê tại trên các gò nổng cao và dưới những cây rậm. Cũng có những bợm vĩ gian ở trong xứ. Chúng bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Năm thứ năm đời Roboam trị vì, Shishak vua Ai Cập đi lên đánh Jerusalem, lấy các châu báu của đền Đức Giê-hô-va và của cung vua. Người cũng đoạt lấy hết thảy những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Vua Roboam bèn truyền làm những khiên bằng đồng đặng thế cho các khiên ấy, giao cho các quan làm đầu thị vệ canh cửa cung vua. Hễ vua đi vào đền Đức Giê-hô-va, có những thị vệ cầm các khiên ấy. Đoạn họ đem cất nó lại trong phòng thị vệ. Các công việc khác của Roboam và mọi việc người đã làm đều chép trong sách sử ký của các vua Juda. Vả, Roboam và Jeroboam đánh giặc nhau luôn luôn. Roboam an giấc với tổ phụ người và được chôn với họ tại trong thành David. Mẹ người tên là Naama, người Ammon. Abiam, con trai người, kế vị người. Chương 7. Khi Đức Chúa Giê-xu rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Ca-bê-na-um. Vả, một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết. Nghe nói Đức Chúa Giê-xu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nài xin rằng: Thầy đội, thật đáng cho thầy nhậm điều này, vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà,
thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa. Song xin phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến, và biểu đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Những kẻ sai đến trở về nhà thấy đầy tớ lành mạnh. Bữa sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Nain. Có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với ngài. Khi ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai một của mẹ góa kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà góa ấy. Chúa thấy động lòng thương xót người mà phán rằng: Đừng khóc. Đoạn ngài lại gần rờ quan tài thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân ngài. Tin này đồn ra khắp xứ Giu-đê và khắp xứ xung quanh nơi đó nữa. Môn đồ của Giăng trình lại hết cả chuyện đó với người. Người bèn gọi hai môn đồ mình, sai đến thưa cùng Chúa rằng: Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Hai người đã đến cùng Đức Chúa Giêsu thưa rằng: Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Và chính giờ đó Đức Chúa Giêsu chữa lành nhiều kẻ bệnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỷ dữ, và làm cho nhiều người đuôi được sáng. Đoạn ngài đáp rằng: Hãy về báo cho dân sự các ngươi đã thấy và đã nghe. Kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại. Tin lành đã rao giảng cho kẻ nghèo, phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta. Hai người của dân sai đến đã đi rồi, Đức Chúa Giêsu mới phán cùng đoàn dân về việc dân rằng: Các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng? Xem cây sậy bị gió rung chăng? Lại các ngươi còn đi xem gì? Xem người ăn mặc tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng và ăn ở sung sướng thì ở trong đền đài các vua. Xong, rốt lại, các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri ư? Phải, ta nói một đấng trọng hơn tiên tri nữa. Ấy về đấng đó mà có lời chép rằng: Này, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường trước ngươi. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít đâu. Nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn Giăng vậy. Cả dân chúng cùng kẻ thâu thuế chịu Giăng làm phép báp-têm đều xưng Đức Chúa Trời là công bình. Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu Giăng làm phép báp-têm, nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Vậy ta sẽ sánh người đời này với gì? Họ giống như ai? Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ nói cùng nhau rằng: Ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Vả Giăng Báp-tít đã đến không ăn bánh không uống rượu thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Có người đến ăn và uống thì các ngươi nói rằng ấy đó là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. Có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Giêsu ăn tại nhà mình. Vậy khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì ngài ngồi bàn. Vả có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Giêsu đang ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giêsu khóc, sa nước mắt trên chân ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi,
lại hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho. Người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy tự nghĩ rằng, nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán cùng người rằng, hỡi Si-môn, ta có vài lời nói cùng ngươi. Ngươi thưa rằng, thưa Thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ. Một người mắc 500 denier, một người mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ngươi đoán phải lắm. Đoạn Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng, ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng ngươi đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng ngươi từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng ngươi lấy dầu thơm xức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng, tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng, người này là ai mà cũng tha tội. Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng, đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Thi Thiên 9:18. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, vì Ngài đã làm những sự lạ lùng. Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài. Đức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài và lộ ra sự công bình Ngài trước mặt các nước. Ngài đã nhớ lại sự nhân từ và sự thành tín của Ngài đối cùng nhà Israel. Các đầu đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng tôi. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen. Khá dùng đàn cầm và giọng ca mà hát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy lấy còi và tiếng kèn mà reo mừng trước mặt vua, tức là Đức Giê-hô-va. Nguyện biển và muôn vật ở trong biển, thế gian cùng những người ở trong thế gian đều nổi tiếng ồn ào lên. Nguyện các sông vỗ tay, núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian, Ngài sẽ lấy sự công bình mà đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.